Đối với cái bộ cơ mà có ba đầu từ như thế này, chúng ta sẽ thấy này, đầu từ đầu tiên này là cái đầu từ để xóa này, sau đó đầu từ bên cạnh này, đầu từ bên trái này là ghi này, xong cái đầu từ bên phải này là đầu từ phát này. Thế còn cái hướng dẫn văng thì chúng ta thấy rằng là có một cái ép bánh ép cao su ở phía bên này. Đó. Đấy. Sau đó đi qua đầu từ đi phát rồi đến cái rulo cao su ở trục dẫn băng chính, để cho mà băng nó không bị nhai băng, băng nó phải thẳng tưng từ cái bánh cao su phụ này cho đến bánh chính này, và đi qua đầu từ nó phải là một đường thẳng tuyệt đối. Thế thì trong quá trình mà vận hành nhiều thì chủ yếu là cái bánh cao su phụ phía bên tay trái này, nó sẽ bị sai cái đường dẫn. Thế còn đầu từ cố định và cái bánh trục cao su này gần như là cố định, thì như vậy là khi mà cái đường dẫn băng nó không thẳng thì sẽ làm cho nhăn băng, hiện tượng ta gọi là nhai băng. Thì chúng ta phải chỉnh định sao cho ba cái đường này, từ cái bánh cao su phụ này đến cái đường đầu từ và cái bánh tỳ cao su chính này, nó phải là đường thẳng tuyệt đối thì cái hiện tượng nhai băng sẽ không còn nữa. Chúng ta sẽ lật cái bộ cơ ở dưới đáy lên để xem là cái đường dẫn băng nó như thế. Như vậy chúng ta thấy là cái bánh cao su dẫn bên tay trái dẫn băng qua đầu từ đến bánh cao su dẫn băng chính bên tay phải. Như vậy là ba cái đường này phải thẳng tuyệt đối. Thế thì cái bánh cao su mà bên tay trái này mọi người nhìn thấy thì nó có một cái vít vặn, vít vặn đây. Đó, vít vặn, vít này là hình dấu cộng đó, và có một cái lò xo phía bên trong này, luôn luôn có xu thế là đẩy cái cơ cấu của bánh cao su này ra phía bên ngoài. Thế sau đó mà trong quá trình cân chỉnh ở nhà máy thì người ta sẽ vặn cái vít này, và người ta cân như thế nào đó thì cái đường dẫn băng này, từ cái bánh cao su bên tay trái này qua từ và qua cái bánh cao su bên tay phải này là phải là một đường thẳng tuyệt đối. Thế nhưng mà trong quá trình chúng ta vận hành thì cái lực căng của cái lò xo này luôn luôn có xu thế đẩy ra, do đó là cái bánh cao su phụ bên tay trái này sẽ dần dần sẽ bị đẩy ra chút ít so với cái điều chỉnh ban đầu, bởi vì đây là cái lực cơ khí, là cái sự mỏi vật liệu thôi. Thế thì nếu như cái bộ cơ này được nguyên bản từ sản xuất cho đến người sử dụng mà chưa chọc ngoáy vào thì nó sẽ đúng là như vậy. Thế khi mà nó có hiện tượng nhai băng thì chúng ta thấy rằng cái đầu từ chính này và cái bánh cao su bên tay phải này là bánh tỳ này gần như là nó rất chắc chắn và nó cố định. Nó chỉ có sai khác là cái bánh cao su phụ bên tay trái này nó sẽ bị đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Thế thì cái nhiệm vụ của ta là chúng ta sẽ vặn cái vít vặn này, vặn khoảng 1/8 vòng đến 1/4 vòng, vặn dần vào. Và như phân tích ở trên thì do cái độ mỏi vật liệu thì cái lò xo này luôn luôn có xu thế đẩy ra, thì nó thắng cái sự mỏi vật liệu này, nó đẩy cái bánh cao su này ra một chút, thế đâm ra làm cái đường dẫn băng này nó sẽ không thẳng. Mà chính vì thế chúng ta sẽ vặn thằng này vào trong, vặn theo chiều kim đồng hồ để cho nó ép trở lại, nó thắng cái lực lò xo này cho nó đẩy vào trong một chút. Thế chúng ta cứ vặn khoảng 1/4 đến 1/8 vòng thì mà cảm thấy mà chúng ta lấy một cái băng thử mà nó không còn bị xéo băng, không bị nhai băng nữa thì cơ bản là chúng ta sẽ giải quyết được. Thì tôi phải tháo ra để mọi người nhìn thấy. Thế còn khi mà chúng ta điều chỉnh cái điều này thì bộ cơ nó sẽ nằm thế này, là chúng ta có thể chỉnh được ngay ở trên máy mà không phải tháo ra như thế này.
nhưng mà mình tháo ra để cho mọi người nhìn thấy và phân tích cho nó rõ để mọi người cũng nắm được cái cơ bản. Chúng ta xem lại một lần nữa cái hệ thống chuyển động băng có cái loại cơ ba đầu từ này. Như vậy chúng ta thấy rằng là cả cái bánh tì chính này, cái bánh cao su phụ bên này là đều được áp vào băng và nó dàn căng băng ở trên mặt đầu từ. Sau khi chúng ta lắp xong bộ cơ, chúng ta cho băng vào và chúng ta ấn phím play để chạy. Thế như vậy là cả hai cái bánh cao su trái và phải, bánh chính và bánh phụ đều được nâng lên để ép băng, dạt băng căng trên đầu từ. Thế thì nhiệm vụ mà chúng ta điều chỉnh cái việc xéo băng ấy thì chúng ta sẽ dùng tay chúng ta điều chỉnh cái này, cái núm vặn bằng nhựa này. Chúng ta vặn 1/4 đến 1/8 vào một tí tẹo một, chúng ta cứ thử đến bao giờ mà cái tình trạng băng thử chúng ta không còn bị xéo nữa thì là đạt yêu cầu. Cái này cũng phải khéo tay một chút và chúng ta bắt buộc phải chích từng tẹo một. Về cơ bản thì nó là như thế. Thế còn cái lý thuyết dàn băng là chúng ta đã mở cái bộ cơ, chúng ta đã tìm hiểu, chúng ta đã cũng biết được rồi.